Hôm nay là chuyến xe đưa gậu hỗ trợ cho bà con từ gia đình của anh chị Diễm Phúc Quý thông qua cuộc sống Diệu Kỳ giúp bà con nghèo một tấn gạo để bà con đón xuân. Thì công ty gạo Đồng Tâm Phát trực tiếp đưa một tấn gạo về xã để mà chuẩn bị thực hiện chương trình Tết yêu thương hỗ trợ bà con nghèo. Mà hướng nghĩa. Để đem. Cô làm vậy là đẹp hơn nó không? Giảm ngay chị ơi. Dạ chị nói xong. Ý là dạ em đang đi vô gạo xíu nữa chị nói với chị nha. Như vậy là hiện tại thì một tấn gạo được chuyển về cho địa phương và hội phụ nữ xã đã tiếp nhận rồi, thì xác nhận cái thì thay mặt cho địa phương thì đến giờ này thì đã nhận được một tấn gạo từ cuộc sống Diệu Kỳ và thay mặt cho địa phương thì cảm ơn anh chị Diễm Phúc Quý đã hỗ trợ cho địa phương làm tổ chức chương trình xuân yêu thương vào ngày 25 tháng 1. Thì từ cái số gạo này đã hỗ trợ cho bà con nghèo trong các việc dịp Tết. Thì xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phùng Văn Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã. Tiếp theo xin thay mặt ban tổ chức công bố cái danh sách phục vụ chương trình xuân yêu thương lần thứ 2 năm 2022 của xã Bình Tân. Một là đồng chí Vũ Minh Minh Văn ở thành phố Cũng Nghệ mà người con quê hương khoảng 10 triệu đồng. Hai là kênh YouTube Cuộc Sống Diệu Kỳ kết nối gia đình anh chị em Diễm Phúc Quý một tấn gạo trị giá 15 triệu đồng. Ba là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bổ Thi Bình Sơn 1 triệu đồng. Bốn là công ty Toàn Đạt Bình Sơn 2 triệu đồng. Năm là các hộ khe thoát đó đang Bình Tân Phú 5 triệu đồng. 3, 6 là hội anh chị từ thiện Bình Sơn 20 xuất quà trị giá 3 triệu đồng. 7 là hội nông dân xã Bình Tân Phú 1.400.000 đồng.
tóm là dự án đầu tư nhân hóa 12 tỷ đồng. Văn tổng cục quốc phòng và đồng chí bộ công an ủy viên những tư đảng ủy đã lên cùng cơ quan cho bà con xuân nha các bộ chính ban các ủy. Xin mời quý vị đại biểu cùng bà con chúng ta cho một tràng vỗ tay. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Vũ Minh Văn và đồng chí Phạm Công Thế đã trao quà cho bà con.